thành hình tội nhân lưu thanh đề ý lại. Trên đầu ngập tràn, nhìn khắp nơi cũng bao hùng binh, kia là ta xoa chúng lưu đầu. Mẹ tôi đớn đau giấc tiếng kêu, hỡi mẹ giả hoan hỷ, chúng ta hãy trở ra vì đã đến thời hành hình tội nhân theo đúng lịch định. Đó là ân huệ rất to lớn, chỉ có một mình tôn giả mới có được. Hơn nữa, tôn giả xuất hiện ở đâu thì cảnh khổ ở đó phải dừng lại ngay tức khắc. Không, không, xin cho tôi được nói đôi lời với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con ơi, con về sáng tu tạo đức và cầu xin Đức Phật cứu mẹ. Mẹ không còn chịu nổi, mẹ không chịu nổi được nữa đâu con. Ôi nghe tiếng mẹ cầu xin con lỡ nào xin hãy cho tôi vào chịu đau đớn thân này để thay cho mẫu thân. Xin ngài hãy giúp tôi, ngài có nghe lời mẹ tôi thơ nghiệp bao lưng lao con bất lực đứng nhìn. Nhìn mẹ già dốc sức tàn hơi, lòng con nào lui gót đằng sau. Mẹ, mẹ ơi để con chịu thay mẹ. Mẹ, tội ai nấy trả, ngay đến chúng tôi cũng vẫn phải chịu quy luật quả báo như vậy. Không ai có thể làm trái. Tôi có thể giúp ngài như thế thôi. Xin ngài hãy hiểu cho chúng tôi, những người chỉ thừa hành phận sự. Xin mời ngài. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ai, ai đó, hãy tránh xa tôi ra, kẻo tôi bị hành hạ đau đớn lắm. Tránh ra, tránh ra. Mẹ, con là một kiền liên đến tìm mẹ đây. Trời ơi, nhìn thấy mẹ ngồi kia, giạc nhỏ bàn trống đầu dâng đổi huyết cơ bồn, không thể nào ngăn được lệ rơi. Một viên đó hả con? Mẹ đói lắm, mẹ đói lắm con ơi. Ôi vừa nghe qua lời mẹ giang xin, con rời ra lực thần thông con có, nhưng không thể cứu mẫu thân. Đứng trước cảnh đớn đau con chỉ biết gục đầu.
ơn để đỡ già nghiệp sâu. Mẹ, mẹ ơi, tội mẹ nặng lắm, tội mẹ nặng lắm con ơi. Chỉ có công đức hồi hương cho mẹ, mẹ mới đỡ phần nhẹ tội. Cũng tế than khóc vô ích lắm con ơi. Hồi đó mẹ thề độc mà coi như chết. Bây giờ mẹ đói phải ăn sắt nóng, khát mẹ phải uống nước đồng sôi. Đau đớn lắm con ơi. Sống ở trần gian, mẹ buông lời nghiệt cay gian dối. Nay thác xuống đây mẹ phải chịu khổ chẳng bè. Quả bao nghiệp duyên mẹ có đâu ngờ, chốn đường trần mẹ đuổi số người nghèo khó. Xúc phạm đạo vàng chửi rủa tăng ni, đơm đặt hoa huệ tự phụ kiêu căng. Chà đạp lương tâm lao vào dòng tay ác, thân đang sống mà tâm hồn đâu còn. Đầu óc quay cuồng mấy vùng trăng trăng tối. Lòng bón sen tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm vừa đưa đến miệng bà hóa thành than lửa, nuốt mà đắng. Cơm đây mẹ ăn đi. Trời, cơm hóa thành lửa, mẹ ăn sao được. Trời, mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Thế Tôn, con xin ngài chỉ dạy con phải làm sao để cứu được mẹ mình ra khỏi địa ngục.
Này Mục Kiền Liên hãy nghe đây, mẹ ông có tội rất sâu, dầu ông uy được nhiệm màu, một mình ông không thể cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang lừng khắp chốn chư thiên. Muốn cho cứu được nghiệp duyên, ông phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nhân mùa kết hạ an cư, mẹ ông mới được nhẹ phần tội báo. Con xin đa tạ Đức Thế Tôn chỉ dạy. Sau khi gặp mẹ, Ngài Mục Liên đã trở về dương thế. Được sự chỉ giáo của Đức Phật, Ngài đã thiền hình các chư tăng nhân mùa kết hạ an cư. Nhờ công đức đó mà bà Thanh Đề đã được giải thoát khỏi A Tỳ địa ngục, trở về chốn Tây Phương Cực Lạc như bóng Phật từ bi. Các chị.